cây rồi đấy, đi con lấy cây cho. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì bữa nay mấy cháu mình tổ chức đi săn đêm bữa. Cái khu vực này là kênh của Cống Bạch Già, đây thuộc của xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Không biết bữa nay có lâu quá lâu không biết đi săn có gì không nữa nè. Rồi để mình xuống ghe cho anh em ơi, nguy hiểm quá. Nãy giờ tát nước dưới ghe đổ mồ hôi luôn rồi. Có không? Anh Nam, anh Nam tài xế. Tầm kia là anh Cọt. Anh Cọt lúc đó có góp phần trong clip săn bắt đó mọi người. Giờ cũng đi làm công chuyện khác hết rồi. Này đi làm công chuyện quá. Rồi giờ để mình xuống dưới lại đi nha mọi người. Bữa nay là mình đi ba nhánh kinh. Cái kinh này bây giờ đi cái kinh trong đây trước, tại vì cái kinh trong đây á đi nhà dân nhiều á, mình đi sớm mình đi trước để đi trễ để chó sữa làm phiền ta. Bắt đầu mình đi ngược trở ra. Đi hai kinh người kia, hai người kia thì nó đồng ruộng. Chú hả? Cây này là thôi để chút xíu có nên quay lại cho cô chú anh chị xem con cò nha anh em. Dạ chú Bảy đang sửa sang lên lồng nè. Họ đứng lại đó, cái đèn vàng của ai đã vậy? Hốc bay luôn quá hay. Nó còn nó bay rồi anh em, nó bay đó. Hay quá, hay giải chạy đúng luôn. Hay quá chú Bảy ơi, con đầu tiên tước quốc. Bắn chính xác luôn. Chính xác luôn, nghe chốc cái luôn rồi đánh ngay cái cây. Trời ơi, mất hết cục rồi. Rồi, thua kèo này mình bay kèo khác. Rồi, được cục rồi nha anh em. Chú Bảy con phát hiện này nè. Nè, con cò đầu tiên nha anh em. Đây. Nè. Thấy chưa, con phát hiện mừ. Quá trời luôn, cả đống luôn. Ê, giục con đây vậy. Ổi. Cái này là ổi mộc bà kinh nha anh em, chứ không phải hái tạm nữa rồi. Ổi xẻ, ổi này ngọt lắm nè. Nè. Ôi ôi. Lặn. Để mình chia sẻ cho anh em ngoài sau mới được. Ngoài sau ba người phải không? Ba người cho ba tái nè. Chú Bảy đâu mất tiêu rồi ta? Chết lại. À, đây còn nhiều lắm. Nè chú Bảy. À, đây nha anh em. Rồi cắn một cái thôi. Hả? Quá trời. Ê con gì vậy? Ôi chú Bảy ơi, không được đâu. Thấy không? Đừng có rọi cái đèn vô ngay cho nó. Đó, đèn nước. Đầu tiên luôn. Tới, còn nó đứng lên xong giờ tới. Đó. Không tới chú Bảy ơi. Tới rồi tới. Bữa nào tới nữa. Đây. Còn nước. Rồi, con đầu tiên. Dạ, con bỏ con Lý rồi nha. Đâu, bỏ đâu? Đây. Cho. Em đầu tiên. Còn nữa chứ chưa hết đâu. Em đầu tiên với em cò nãy xảy hết em cò rồi.
ngon rồi mà. Nằm cao ghê ta, nướng nằm cao ghê chú ơi. Thường thường nắng ráo nắng ướt nó nằm thấp lắm, mà nắng ráo nó nằm cao, nắng ráo ví dụ nó nằm trên ngọn cây gì không nè. Nắng ráo nằm mốc muộn cao luôn. Này phải sử dụng tới cái cây ấy của mình mới được chú bé à. Mình có xài cái cây gấp nha cô chú. Anh em thấy không? Từ từ đừng nóng. Từ từ bắt. Cái gì kỳ vậy? Sao cái nè cho ấy nè. Nè. Qua đây nè, ăn đây nè. Đúng rồi. Ghe xe xích ghe ta mới được chú bé ơi. Không được lên bờ. Không được lên bờ. Bẹt cái đó bự bự ra cho bạn. Nói chung ở dưới mình ở đây à, dưới mình ở đây rắn ráo là không bao giờ có bự được. Ráo nhà em. Thẳng vô. Mày. Rồi. 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 Mày cạch là biết rồi. Nằm thấy ngặt quá. Nó nằm trong lùm á, nằm trong lùm với phần kẹp chính cây rồi đó. Không có móc dặn cái cốc cái rồi xong. Đâu nếu mà dính vô chắc cú vô giữa mình là dính à. Tại vì nó chính sợ dính không má mít á. Rồi, sảy cục mồi. Không cái này phải gấp rồi. Lấy cái đèn là nè. Anh hiện ai cái đèn trắng của ai vậy? Lấy la cái đèn lấy la đèn. Đó. Đèn ráo. Bày cái này là lụm đó. Nè, cái này là chắc cú luôn, con sửa lại là chắc cú luôn. Điện thoại để đâu? Để nhà hả? Cái này lụm cho bảy mạnh. Ê. Mày. Ui đang ráo bự. Cẩn thận con lửa. Lâu lâu có con. Từ từ nha. Đó. Anh bỏng dài bỏng thổi á. Để con nữa nha anh em. Ai bậy thằng thao đã ghê không? Ở dưới mình ồ nó vàng nè, vàng lính luôn nè anh em. Ôi ôi, nãy tưởng nắng nước không à. Ở mình dưới đây rắn ráo cỡ này là hiếm rồi đó. Còn dùng cho anh em á. Rắn cỡ này anh em chê nhỏ, ở đây là bự rồi đó. Ở đây là loại đại. Cỡ ở còn anh em là thiếu nhi. Chỗ anh em dùng khác là kêu là thiếu nhi. Rồi, được hai con. Mày. Rồi. Trời ơi. Nó xuống tới dưới không, xuống này. Xuống tới dưới luôn kìa, đó. Đây nè. Kìa. Đó, nó. Đó, lỗ vô lụm. Lụm nó đi. Con đó con khác nữa đó. Không biết con kia nó bay xuống tới dưới đây nè. Đây nè, đậu nè. Đậu rồi nè. Đậu cái lỗ rồi nè. Có một con rớt xuống đây rồi nè. Con đó con khác nữa đó. Từ từ im chú bảy thấy kìa. Học tất. Mọc viên. Tao thấy cái lỗ của chút xíu à. Bắn lọt có lỗ nó mới giữ. Con nó còn khác á.
Dây lại. Thấy không? Nó lỗ tí, khoảng đại vô lỗ luôn. Không thấy nó luôn. Không thấy thì đợi đi, đợi đi. Đợi đi chút xíu đi. Dây lại đi. Để trong đây con nữa nè. Gì ghê vậy? Con này dễ thấy nè. Trong đây con nè. Không có thấy con trong á. Nè. Đứng thùng đó. Để đi, đằng lỗ này đóng nè. Ôi ôi, quá chừng luôn. Nè. Mày, hai em. Còn nữa. Bay nữa. Con nó quay nè. Ở trên bờ. Phải móc cái đầu vô chứ. Móc đầu vô lỗ này bắn được luôn à. Đi đường này luôn, chảy lên bờ luôn. Không, lắm được. Em cho chú mồi ông tự điều khiển à. Lội, rồi. Nhảy lên á. Nhảy trên à. Hai con rồi đó, còn con rắn mé bên tay phải nè. Sửa sạn lụm nó nữa. Đưa mũi ra ngoài. Nè con thấy nó đây nè, cái lỗ này tông lỗng nè. Ừ. Mày, rồi, ba con. Quá dữ chú bảy ơi. Còn một con nữa nó bay vô rồi. Con. Con cò bắn đầu tiên là nó té vô ngay đó luôn. Đây nè, con đầu tiên đằng đây chú bảy nói vậy. Con đầu tiên đằng đây nè. Rớt xuống lùm này nè. Xuống đây nè. Con đầu tiên là rớt. Ừ. Rớt xuống dưới luôn rồi. Rớt đất luôn rồi. Rồi lùm nó. Để lùm nó xong thì mình quay cho anh em xem. Bắn 4 con mà lụm được có ủa bắn 3 con mà lụm được 2 con hả anh em? Còn, đây nè. Còn con nó bay trong mất xác rồi. Bay qua đó rồi. Đâu qua đó luôn hả? Đó hả? Về đâu? Ở kia bắt rắn ráo nè. Còn rắn ráo thì phải gì ta? Nè. Đó. Đưa cho thọc luôn đi, đưa cho thọc ngoài sau tiễn luôn đi. Đây nè. Đây con rắn ráo nè. Nãy giờ lên kiếm con còi chú bảy, kiếm còi chú bảy hai chú cháu kiếm cả buổi, rốt cuộc có bay tuốt. Đây chú bảy, xử chú bảy, con nhỏ xíu mà. Con này móc cũng hơi chua à. Nó quyền nó thành lại. Vòng chào á đó mà. Hụt đất. Ủa dính à? Dính. Sao thấy nó không tung lắm chú ơi. Con nữa nha anh em. Ơi bự mà nhỏ gì. Nó ngủ rồi. Nó cắn mình múc một chiều. Lụm nó lại. Rồi, được con rắn ráo nữa. Vô tối luôn anh em ơi. Thầy con rắn chà bả luôn anh em ơi. Con rắn ráo chà bả. Bỏ đi. Lấy cái đèn ra. Đúng mà. Đúng. Con nó bự. Ê, dạ. Cùi. Khủng khiếp con rắn ráo. Rắn ráo là 300-400 ngày ram luôn á. Ba đã. Phải như vậy mới được chứ. Con rắn ráo. Nè. Hết tối luôn, ỉa tùm lum cái tay luôn. Tắm nó cái chứ mày. Chú đi hồi. Trời ơi, lột giá luôn. Nó lột.
Nãy mình cháu mình vừa đi tới đây cái trời mưa. Nhờ có cái cầu làm sao nè. Nhờ có cái cầu làm sao nè. Nó mất tiêu rồi. Múc tỉ tỉ kia. Nấp mưa. Chúng hồi nãy giờ ướt chưa con chuột lọt rồi. Con đang ráo này vô cái nặng cái túi cho vậy. Tiếp tục nha anh em. Rồi. Giờ vô con kênh này là con kênh thứ hai nha anh em. Kênh thứ hai giờ này giờ đi con kênh đầu tiên được đâu 4 cắn hả chú ơi. 11 giờ luôn rồi. 11 giờ. Đi con kênh kia không 3 tiếng hộ. Kênh này thấy lùm ngon quá ngon. Con kênh này là đầu tiên mình đi sang đêm mà lại đi con kênh này nè. Rắn hết thân rắn nhiều á. Khúc này à, khúc này. Cái gì à? Lúc đầu tiên đi xuống đây bắt rắn là lư luôn. Rắn bự bự bự. Ừ, lúc đầu tiên đi soi á. Rồi sau này cái đi nữa hết luôn. Tiêu, tiêu lắm. Phát hiện mục tiêu tiếp theo anh em ơi. Từ sớm tới giờ không có được con rắn nào nữa luôn. Lên đồng lâu chú bạn. Bây giờ mang trúng cái cây đó. Thiệt. Thiện xạ thiệt anh em. Ghê. Này quay về luôn hết đi được rồi. Nguyên một lục bình từ đây xuống tới dưới luôn á. Thua luôn. Thiệt tình. Vô đây là hết đi. Giờ về đi kinh lá. Chứ giờ đi kinh này là hết đi được rồi. Ờ, biết cái kinh này hồi nãy. Biết cái kinh này mà. Biết cái kinh này mà hồi nãy cái lục bình gì đâu có vô đâu. Đây còn còn nữa nha anh em. Giờ mình quay ra chứ giờ mình không có đi được nữa rồi. Tại vì lục bình quá chừng bích kinh hết rồi anh em ơi. Bó tay. Giờ về kinh lá kia mình kiếm coi có con gì mình bắt con ấy. Bây giờ kinh này đi hết được rồi. Vô được chắc khoảng 200-300 mét rồi. Rồi. Rồi, đấm. Ghê mày. Trời ơi, nãy giờ tao vẫn chơi đó. Nãy giờ vẫn chơi thôi đó. Điều kia ghê lắm. Lắm. Đại cổ. Giờ ba vẫn bán ngay cổ. Lâu lâu mình... Ủa, trời ơi. Xa đại đây. Ôi. Con đó. Mấy con kia con kia cò đỏ, còn này cò trắng. Đây. Đâu ngay mũi á chứ đây gì? Con giống hoài đó đó. Ừ. Rất giỏi. À nó bay nè. Nó bay. Không phải. Nó ở đâu đây nè, ngay cái đứa tay bãi vòng vòng đó đó. Nghe mũi ghe. Nghe mũi ghe luôn. Ngon, không cái gì mất kỳ cảm ơn chú vậy. Nó đang hoài xếp xếp vào đây nè chứ đâu không có gì. Để đứng đây nè. Nghe máu nè. Lũi nằm dưới nước rồi. Rồi rồi cho má luôn. Có đó mà. Chết qua kẻ giọt thấy cái cây. Đỏ đỏ nè. Không phải.
Vẹt. Hả? Vẹt con cuối cùng nha anh em. Hai con hả? Vẹt hai con là mình kết thúc luôn. Thấy chưa bạn? Một con. Thôi 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 thôi. Chú ấy tôi bắn ghê quá ta. Đấy, tôi bắn hụt không ta. Mới khen bắn con này túng cái cho não mày não mặt cái chú ơi. Ây, quá chứ. Quá đẳng cấp. Không, không khẩu danh tay thiện xạ. Đường này này chú bảy. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống là kia. Mình lượm hai con này xong chắc mình cũng xin kết thúc clip này đây luôn. Tại vì giờ này cũng khuya rồi. Giờ này mấy giờ anh hẹn? 12 giờ mấy. Trời ơi, 12 giờ nha anh em. Nếu còn sớm mấy chú cháu mình với anh Hiển rồi làm cái cháu. Nhưng mà giờ quá trễ, tại nhà anh Hiển cũng xa nữa. Cũng nhà cũng xa nữa anh em. Thì chắc cũng hẹn cô chú anh chị dịp sau mấy cháu mình sẽ làm mấy con cò này. Cò dưới rắn, được mới rắn nè. Được có mấy con rắn nè. Nói chung đi mấy kênh này nấy không có rắn gì. Được được không? Mấy con rắn ta? 4 con hả? Mấy con rắn nè. Bốn rắn như mớ cò. Nói chung cò mình không có quay nhiều, cò mình quay có mấy con anh em. Con chú bảy. Thôi để chú bảy lụm xong rồi chắc cũng mình cũng ra mình kết thúc luôn nha anh em. Rồi lụm được hai con luôn nha. Một con đằng cái mũi xuồng có một con nữa nè, đèn mà nè. Thôi rồi mình chào anh em, mình kết thúc đây luôn chú bảy ơi. Rồi chào anh em luôn. Rồi rồi chào anh em luôn. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì giờ này về ngủ luôn chứ giờ vậy. Giờ không có nấu cháo đâu chứ gì nổi nữa, quá buồn ngủ dữ rồi. Sáng mình còn đi đào rắn nữa, nhưng giờ nếu mà làm cái nữa tới 2 giờ sáng luôn á. Thôi rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn, chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ nha.